cái này nó phải cho nó lên sóng lên 3G nha, lần thứ hai nha, lần đầu là nó lên xong nó mất, mình đợi cho nó quét nó nhận sóng lại xong rồi gắn lại cái sim ghép. Cái bước này thì nhanh tay một xíu. Chọn thoại và dữ liệu. Anh em ghép mà gặp nó hiện sóng ảo này thì bật máy bay 5 giây xong rồi tắt lại. Rồi full rồi đó. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ. Sim ghép ghép nó phải lên được, nếu mà phôi 4G nó phải lên LTE, phôi 3G phải lên 3G mới xài được nha mọi người. Còn mà nó lên sóng mà mấy cái di động với lại chuyển nguồn dữ liệu bật mà nó không lên được 3G hay 4G là nó gọi tới nó không nhận được cuộc gọi.